Xin chào mọi người. David lại quay trở lại với các cái video trong cái năm 2021 này. Như mọi người đã biết thì tôi vẫn theo đuổi cái chủ đề No Loss System, một trong những cái giải pháp không thua lỗ. Sau khi chúng ta đầu tư, môi giới đầu tư rồi đưa ra rất nhiều các giải pháp thì tôi vẫn theo đuổi cái chủ đề là cái quỹ và đưa ra các cái giải pháp No Loss System. Ở trong cái kênh Thế Giới Đầu Tư của chúng tôi thì các giải pháp của Gen cũng như là các cái quỹ GFX luôn luôn đưa ra các cái giải pháp No Loss System cho mọi người và theo đuổi cái chiến lược không thua lỗ. Thì tôi cũng có viết rất nhiều các cái bài viết từ việc Auto Trade, Bot Trade, Robot Trade cũng như là rất nhiều các cái giải pháp. Thì chúng ta có thể theo dõi ở cái kênh YouTube thế này. Nó cũng có thể nói rằng là nó là một cái khuyến cáo cho cái việc giao dịch an toàn. Và No Loss System là một trong những giải pháp mà tôi đam mê theo đuổi, để cho những thành viên trong cái group đưa ra vấn đề chuyển giá, vấn đề hedging cũng như là auto trade tốt hơn. Thì năm nay với cái tình hình dịch bệnh thế này thì chúng ta cũng đã thấy được những cái giải pháp và các cái vấn đề đầu tư online nó đã lên ngôi. Cụ thể là sự quay trở lại của các cái mã hàng về Bitcoin, Ethereum trong các cái sản phẩm tài chính. Rồi các vấn đề về chứng khoán Việt Nam cũng lên giá. Các vấn đề về hàng hóa, nông sản chúng ta nghiên cứu cũng đã tăng trưởng rất là mạnh với các cái mã như là ngô và khô đậu rất nhiều. Cái thế giới đầu tư nó không chỉ đơn thuần là đầu tư vào Forex hay là đầu tư vào chứng khoán hay đầu tư vào hàng hóa phái sinh hay rất nhiều các cái mảng CFD hay là vàng hay dầu. Nó là một trong những cái tổng thể của cái gói No Loss System, là sự điều tiền trong các cái dòng chảy của tiền cũng như là những cái nào nó đang lên thì chúng ta dồn tiền vào đó. Có thể lúc này thị trường coin đang tốt, chúng ta có thể điều tiền vào coin. Thị trường nó đang tốt ở chứng khoán Việt Nam, chúng ta cũng điều tiền, sau đó chúng ta có một cái khoản chốt lời để chúng ta theo. Như chúng ta đã biết thì không có cái gì lên mãi và cũng không có cái gì xuống mãi cả. Do vậy là cái việc bắt đáy hoặc là cái việc mà chúng ta tham gia vào cái thị trường nó đang lên là cái xu hướng để chúng ta giữ được dòng tiền. Thì tới đây chúng tôi sẽ đưa ra các cái giải pháp của No Loss System để cho chúng ta tham gia được các cái quỹ cùng với chúng tôi để đảm bảo cái vấn đề an toàn. Thì qua cái video này tôi cũng muốn chúc Tết đến các thành viên trong nhóm cũng như là các bạn một cái mùa dịch an toàn, một mùa Tết chúng ta cách ly tốt, đúng không ạ? Chúng ta giãn cách tốt và đặc biệt là chúng ta có được cái tư duy đầu tư. Nhưng cũng rất may là chúng ta có cái công việc để chúng ta làm, đó là công việc đầu tư online. Thì nếu những người mà đang tham gia đầu tư rồi, chắc chắn là chúng ta cũng sẽ có những niềm vui. Ai mà chưa thành công, chúng ta sẽ kết nối với chúng tôi để chúng tôi có những cái góc nhìn cũng như sự chia sẻ, đặc biệt là gói No Loss. Tiến tới đây thì chúng tôi cũng làm bộ video đợt vừa rồi với cái tập 1 Talk Show đầu tư gì năm 2021. Sau đó tiến tới các video tiếp theo chúng tôi sẽ làm để chúng tôi đưa ra các giải pháp. Thì chúng ta nhìn nhận ở cái website ufx.vn, đúng không ạ? Trong cái thời gian tới bên team Gen tuyển dụng trader cũng có này. Cái No Loss cùng với Gen Trade với gói số 1 từ 2.5 đến 8%, chúng ta có cái lệnh chuyển giá hedging và an toàn. Thì như các bạn đã biết thì tôi theo đuổi cái chủ đề của hedging này cũng rất là lâu rồi, đúng không ạ? Và đưa ra các giải pháp để chúng ta có thể có an toàn. Copy trade an toàn, cam kết stop tại âm 30% là chúng tôi cũng đã có. Các gói 50-50, gói 70-30. Và đặc biệt chúng tôi có auto trade là robot trade, đúng không ạ? Và chúng tôi ăn chia với các cái quý khách hàng theo tỷ lệ 5 năm là ok rồi, đúng không ạ? Đặc biệt là tuyển chuyên viên kỹ thuật, đúng không ạ? Tuyển chuyên viên kỹ thuật để phân tích, để giao dịch, có thể giao dịch hàng hóa, giao dịch vàng, giao dịch FX,
hay là một số các cái giao dịch khác đúng không ạ? Nhưng mà chúng tôi có cái đặt cọc là một để nhận tài khoản là 5. Nếu mà giao dịch tốt chúng ta có thể đặt cọc một và nhận cái tài khoản là 10 lần. Ví dụ 1.000 đô nhận tài khoản 10.000 đô để giao dịch. Và có cái sự view của kỹ thuật đó. Đó, chúng ta có thể gửi hồ sơ và CV vào đây để chúng ta có thể tham gia. Những người mà chưa đam mê ngành này chúng ta cũng có thể tham gia vào để học hỏi, để tuyển dụng đúng không ạ? Đó, và các cái chương trình talk show vốn của bạn là đầu tư gì rất là nhiều đúng không ạ? Và đây là cái yếu tố rất an toàn để cho chúng ta tham gia cái gói ngay gói số 1, đó là no loss system đúng không ạ? Qua đây chúng tôi cũng giới thiệu đến cái website robotforex.vn để chúng ta xem các gói no loss nó ra sao, thuộc tính của robot nó ra sao. Từ đó chúng ta biết được các cái bài viết robot trade, auto trade nó như thế nào để chúng ta có thể tham gia. Và thời gian tới đây thì team chúng tôi cũng tiếp nhận rất nhiều các cái thành viên mới để chúng ta có thể tham gia vào nghiên cứu làm thế nào để no loss system. Một trong những cái giá trị để chúng ta tham gia đầu tư an toàn. Hiện tại thì trên mạng thì có rất nhiều các cái nhóm đọc tin, các nhóm vận động để chúng ta mở tài khoản để chúng ta tự giao dịch, hoặc chúng ta sẽ giao dịch ở các cái trường phái là theo trend, theo xu hướng hoặc theo tin. Nhưng mà chúng tôi thì mong muốn rằng là cái quỹ GFX, quỹ Gen của chúng tôi đưa ra các giải pháp no loss cho khách hàng. Đấy là cái yếu tố quan trọng. Thì hôm nay cái video này sẽ gửi lời chào cũng như lời chúc Tết, cũng như là thông báo trong năm 2021 và tới đây chúng tôi vẫn theo đuổi các cái chủ nghĩa của no loss. Các vấn đề về hedging lệnh, các vấn đề về buy và sell, các vấn đề điều phối tiền để làm sao chúng ta điều phối dòng tiền để chúng ta đầu tư an toàn. Đó là các gói về no loss. Và hy vọng rằng chúng ta sẽ kết nối ở cái đường link ở dưới video này cũng như là Zalo của chúng tôi, và tiếp tục để phân tích các cái xu hướng, các cái thị trường và các dự báo. Và hy vọng chúng ta sẽ tiếp cận nhau, tương tác với nhau thông qua các đường link ở dưới. Xin được cảm ơn và hẹn gặp lại.